toàn diện. Như vậy là cùng lúc này, sau khi mà thực hiện hai cú sút không thành công, ông Alfred Riddle đã giúp Quốc Anh ra sân và tung vào sân là Văn Biển. Đánh nhau vào rồi, vào rồi, Lâm Vinh đã đánh nhau ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Vào rồi, vào rồi. Như vậy là ở phút thứ 20, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng vào lưới của đội tuyển Myanmar. Không phải là Công Vinh, đó dường như là Phan Văn Tài Em. Phan Văn Tài Em đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp cùng Myanmar. Phút thứ 20 của hiệp 2 trận đấu. Ngay sau khi vào sân thì Văn Biển đã lập công, đón được chuyền của đồng đội từ cú phạt góc sau khi mà hậu vệ của đội tuyển Myanmar nỗ lực phá bóng.